Tại sao người ta vẫn thường viếng cô Sáu về đêm? Chắc là phải bắt đầu từ câu chuyện này rồi. Ngày 23 tháng 1 năm 1952 là nữ tù nhỏ tuổi nhất, cô Sáu Anh Dũng hy sinh khi bị địch tra hỏi. Cô dũng cảm tuyên bố yêu nước, chống bọn thực dân xâm lược không phải là tội. Hay khi bị hành hình, cô vẫn thản nhiên cất tiếng hát của mình. Cuối cùng chúng đưa cô ra pháp trường, nhưng cô chẳng sợ. Cô không cần bịt mắt vì cô muốn nhìn thấy đất nước của mình lần cuối. Hàng năm có rất nhiều lượt khách xa gần đến viếng thăm mộ cô Sáu tại Côn Đảo để cầu tài lộc, cầu sức khỏe, cầu bình an. Bởi người ta truyền nhau rằng cô Sáu rất linh thiêng, cô luôn giúp đỡ cho những ai có tâm hướng thiện, thành ý hướng tới cô Sáu. Mỗi người dân tại Côn Đảo đều thờ cô Sáu tại nhà, làm lễ cho cô mỗi khi đến ngày giỗ. Có những người là cai ngục ngày xưa từ đất liền vào rất đông như thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Sóc Trăng. Họ vừa kết hợp du lịch vừa dâng hương lễ tưởng nhớ cô Sáu. Chính vì vậy mà nhiều người dân thường đi viếng mộ cô Sáu vào khung giờ 21 giờ đến 23 giờ 55, tức là giờ Tý, 23 giờ đêm. Đó là thời điểm mà cõi dương và cõi âm kết hợp với nhau thông qua ý niệm, nên là khung giờ linh thiêng nhất để cầu sinh. Vì mọi người cho rằng đây là thời điểm linh thiêng, nếu thành khẩn thì mọi thứ sẽ trở thành hiện thực. Còn với mình, lòng thành và sự cố gắng sẽ là thứ quyết định chính đến sự thành bại của một người.